hồ luôn. Cái hồ nước này thì lấy nước ra vào từ cái con kênh đó quý vị, từ nước từ sông Sài Gòn chảy vào. Rất là đẹp luôn. Đây, nước vào đây và phía bên trong. Thấy có cây măng cục nè, rồi xoài, ổi, đu đủ, cam, bưởi, rất là nhiều loại cây ăn trái. Xin chào quý vị khán giả kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Trước tiên này xin gửi đến quý vị lời chúc bước sang năm 2022 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị thành công trên mọi lĩnh vực trong năm 2022. Hôm nay thì kênh Bất Động Sản Nguyễn Long TV đang có mặt tại xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mình. Ở đây thì xin giới thiệu đến quý vị một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng nè, hơn 4.000 mét vuông, nó có hai mặt tiền. Cái mặt tiền về cái cổng trước là phía nam nè, nó quay mặt về hướng hướng nam quý vị. Và đây là một cái tiền hầm, mặt tiền hông. Cái mặt tiền hông này thì hơn 40 mét. Còn cái mặt tiền trước này á thì 70-80 mét nữa quý vị. Tôi sẽ để cái sổ trên đây cho quý vị mình xem. Phía trước này có một cái con kênh rất là lớn. Đường thì nhà nước đang làm, đang chảy đá nha. Đây, bên hông cũng là cái con kênh. Đây nó thông ra sông Sài Gòn. Đây nó thông ra sông Sài Gòn nha quý vị. Nước đang làm kè nè, đang làm kè xong mới làm cái con đường đê bao bên kênh nè. Ở đây rất đẹp, rất là mát mẻ và thoáng. Các quý vị thấy ở đây nhà nước họ đang làm đường, họ đã đóng cừ hết rồi nè. Đó, họ đóng cừ hết rồi, cặp mé kênh hết. Và họ đang làm đường, họ đổ đá. Đây, đây là cái căn khu nghỉ dưỡng quý vị, 4.100 mét vuông, hai mặt tiền. Ở đây thì ra tới đường tỉnh lộ 15 đó quý vị. Đây là xã Trung An, ra tới đường tỉnh lộ 15 thì tầm khoảng chừng gần 1 km. Rồi mình ra tới tỉnh lộ 15 rồi. Quý vị thấy cái hàng rào rất là đẹp nè. Đây, nhà nước họ đã làm chảy đá tới đây nè, tới ngay cái cổng của cái khu nghỉ dưỡng này rồi. Chủ nhà họ làm rất là đẹp. Ở đây thì họ mới làm cái tổ chức cái Noel nè. Tôi xin mời quý vị mình vào trong mình tham quan nha. Okay.
Wow, quá đẹp luôn quý vị. Ở đây thì có nhãn nè, có cây nhãn, cây vú sữa, cây mận, đây cây khế nè, quá đẹp luôn. Tôi sẽ đi phía ngoài giới thiệu và quay cho quý vị mình xem trước cái tiểu cảnh ở bên ngoài, xong rồi tôi sẽ đi chi tiết vào bên trong cái căn nhà và báo giá cụ thể cho quý vị mình xem. Quý vị thấy cây nhãn này có trái nè, đó, cây nhãn đang có trái nè, là nhãn xuồng. Cây vú sữa cũng đang có trái luôn. Các bạn thấy đẹp ghê không? Đây có mấy cái gốc bằng lăng. Đẹp quá. Bên kia thì biết thấy có một cái nhà thủy tạ ở trên cái hồ luôn. Cái hồ nước này thì lấy nước ra vào từ cái con kênh đó quý vị, từ nước từ sông Sài Gòn chảy vào. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Đây có cái hồ tắm. Ở đây thì cây vú sữa lớn rất là nhiều nha. Cây vú sữa lớn là những cái cây bonsai. Mấy cây vú sữa bonsai. Mấy cây dừa này quý vị. Cái cổng chính của mình thì có hai cổng đi vào. Đó, bên phía bên góc bên tay trái một cái cổng và góc bên tay phải một cái cổng. Quý vị thấy quá đẹp luôn. Đây là cây bưởi nè. Cái mận như Samboche. Mình thấy đất ở đây rất là tốt để có quầy chuối sứ. Xung quanh thì tường đã xây cao ráo hết rồi, xây rất là chắc chắn. Ở dưới quý vị thấy trồng cỏ gừng nè. Đây cây chôm chôm. Đây, lấy nước từ cái con kênh ở bên ngoài vào. Đó, nó chảy vào đây. Mình thấy có mấy cây cầu đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đây, nước vào đây, vào phía bên trong.
Cái xã Trung An này á, thì nó sát với lại cái xã Bình Mỹ á quý vị. Nó gần cái xã Bình Mỹ mình á, nó giáp với Hóc Môn. Ở đây mà quý vị mình mà sở hữu được cái nhà vườn này á thì rất là thuận tiện cho mình đi về Hóc Môn quận 12. Đây, quý vị xem ở chính giữa miếng đất á thì có một cái hồ. Cái hồ này tầm khoảng gần 1.000 m², có làm một cái nhà thủy tạ ở trên nè quý vị. Cái nhà thủy tạ đó thì làm bề ngang là hơn 9 m, bề ngang là hơn 12 m và bề sâu vô là 9 m. Và bên đây có làm một cái nhà lục giác ở trên hồ nữa. Xung quanh cái hồ này quý vị thấy nè, chủ nhà họ cũng đã làm hàng rào rất là chắc chắn và có đường đi xung quanh hết nè. Trồng dừa, cau đủ loại trái cây hết. Rất là đẹp. Quý vị thấy trồng bông hoa nào đó, cực kỳ đẹp luôn. Xin nhắc lại quý vị khán giả, miếng đất này với tổng diện tích là hơn 4.000 m², đất trồng cây lâu năm. Ở trong đây thì đã làm một cái khu nghỉ dưỡng rồi, có vườn cây, có ao cá, có nhà thủy tạ, rồi có nhà kho. Xin mời quý vị mình vào mình tham quan cái nhà kho nha. Phía bên đây là nhà kho với lại cái khu chăn nuôi quý vị. Đây, nhà kho làm rất là bài bản, rất là ngăn nắp, có kệ, có giá đỡ hết nè. Nó làm rất là chắc chắn. Ở đây thì có cái máy ấp trứng nữa nè, đang ấp trứng nè, rất là chắc chắn và rất là sạch sẽ luôn quý vị. Đây thì làm cái giàn trồng cây. Đây, vịt quá trời luôn, vịt với gà. Vịt gà quá trời luôn quý vị. Đẻ trứng nữa. Đây rất là mát luôn. Bên đây nè, bên đây nuôi ngỗng với lại gà nè. Khu vực chăn nuôi này với cái nhà kho này tầm khoảng hơn 200 m² á. Xung quanh quý vị thấy làm rất là đẹp. Mướp nè, mướp cũng già hết luôn. Bên kia thì có một cái nhà trồng rau sạch. Quý vị thấy tường nè, tường chủ nhà họ làm rất là cao, ở trên là có song sắt luôn, rất là cẩn thận. Họ đổ đà, đổ móng rất là chắc chắn. Phía bên đây là cái phía đầu ra của cái nguồn nước. Đây quý vị, chảy ra về cái phía bên tay phải nè, nó chảy ra ngoài cái kênh lên.
mấy đây quá trời gốc mai vú sữa. Xin nhắc lại quý vị khán giả, miếng đất này với tổng diện tích là hơn 4.000 m², trong đó là một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp. Họ bán họ sẽ tặng hết nội thất và cây kiểng ở lại ở trong đây. Đó, quý vị thấy nước ra nè. Đó, nước chảy ra, khu này khu nước chảy ra nè. Cái cây bonsai đẹp quá. Cây hoa giấy. Mình thấy có một cặp cây hoa giấy đẹp ghê. Xin mời quý vị mình vào mình tham quan ở trong cái ngôi nhà trong nè. Đây có cái bàn rễ cây này, cái gốc cây này gỗ gì ta? Đẹp quá ha. Đây, phòng khách rộng. Đây phòng khách, bếp. Đây mình cái căn này mình có mấy phòng ngủ anh? Hai phòng ngủ hả? Dạ, cho em tham quan đây. Đây phòng ngủ rất là rộng, tivi đồ đầy đủ hết. Dạ, đây, bên đây view đẹp quá. Dạ. Còn bên đây cái phòng, bên đây là sông hơi. À, đây là phòng sông hơi. Sông hơi tiểu nam. À, phòng hơi, dạ. Sông hơi của con. Bếp rất là đẹp. Ở đây mát quá anh ha. Mát rồi. Ở đây nó gần sông Sài Gòn mà. Đây là toilet. Phía bên đây nè. Quý vị thấy có một cái canh lục giác nằm ở trên hồ nè. Quá đẹp luôn. Dạ. Cho em ở bên kia quen. Đây cái rô con. Dưới đây là có cái tre, cái tre, cái kê, cái chép. Quá trời cá luôn hả? Đây cái nhỏ mấy bữa em cho ăn bên kia rồi nó quen rồi nó không qua đây. Dạ. Cái lớn nhiều lắm, cái ăn rồi đã. Cái lớn lên từ từ. Ôi con cá chê bự ghê. Nhiều lắm anh. Nó cá bự giờ nó tới rồi kìa. Đẹp quá. Cái này mình chỉ có càng với xả chứ đâu cho ra vô ha. Ra vô chứ. Ra vô. Dạ. Nên xong cây dùng hệ thống bọng mà. Muốn ra vô thì dỡ bọng lên. À. Còn đây lên nó vẫn cứ lọc mặt xây mặt á, cứ vô theo theo chiều chiều á. Cứ vô theo chiều chiều. Nước là nước ra vô mà. Dạ, nước ra vô. Còn xả thì dùng cái bọng hết anh. Dạ. Ngăn hệ bọng
quá đẹp luôn. Mình thấy quá đẹp luôn ha. Xung quanh nhà là có làm cái rào chắn hết, như vậy hồ cá có làm rào chắn đầy đủ hết nè. Đây, cái nhà nổi rất là đẹp. Đó, cá lớn nó tới nha. Đây, video tới đây thì xin kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bấm xem hết video của kênh YouTube Bất Động Sản Nguyễn Long TV. Xin chúc quý vị năm 2021 là thành công và bước qua năm 2022. Thì xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị năm 2022 thành công trên mọi lĩnh vực. Xin hẹn lại quý vị ở video sau. Xin nhắc lại cái miếng đất này với tổng diện tích là hơn 4.000 m2. Nó góc hai mặt tiền và hai mặt tiền kênh luôn đó quý vị. Đây nó sát sông Sài Gòn. Ở đây là xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và đang kêu bán với cái giá là 20 tỷ nha quý vị nha. Quá đẹp luôn.